Buffet hải sản ở Đài Bắc. Hôm nay cùng mình đi khám phá tiếp một nhà hàng rất là ngon ở Đài Bắc nhé cả nhà. Nhà hàng này có tên là Danwell at Taipei, nằm ở ga MRT trên nào. Giá cho một người vào ngày thường gần 600 cành vào buổi trà chiều, từ 2 giờ rưỡi đến 4 giờ rưỡi, gần 800 cành vào buổi trưa, 900 cành vào buổi tối. Mình đã đặt vé nhà hàng này trên ứng dụng Klook, cần đến và quét mã là có thể check in nhé cả nhà. Còn nếu bạn đi nhóm 5 người, nhà hàng này có chương trình mua 4 tặng 1, 5 người nhưng mà chỉ tính tiền 4 thôi nha. Điểm đặc biệt là nhà hàng có buffet cua nè, cua hình đế, tôm, sashimi, còn có rất nhiều món Á như là vịt quay nè, heo quay, đến các món Âu như là pizza. Tráng miệng đây còn rất là phong phú, mình thích nhất là loài chè dưỡng nhan ở đây. Mình nghĩ đây là một địa điểm rất là tốt cho những người mà ăn nhiều như mình nè.